xiêm gió điên tin mừng đoàn người đến với lòng Chúa xót thương một trời con tin con vào lòng Chúa xót thương dù rằng muốn tin thương mỗi người theo một hướng biểu hồng nhất sinh con gọi là cha trên trời chẳng chưa vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương vững tin vượt muôn ngàn gian khó xa xôi không làm người chùn bước hôm nay giáo hiệp tin mừng trở thành ánh sáng truyền giáo đức tin một đời con tin con vào lòng Chúa xót thương dù rằng muốn tin ngưỡng mỗi người theo một hướng biểu hồng nhất sinh con gọi là cha trên trời chẳng chưa vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương. Rồi, ba nữa. Cái bà lên đây. Hai ông bà lên đây. Các bà lên đây. Ông tên là gì? Dạ thưa cha, cộng đồng con tên là Trương Công Lập, 85 tuổi. Trương Công Lập 85 tuổi, còn đây là vợ của ông là tên vợ ông là tên là gì? Dạ dạ, người cái cùng xe. Ông không phải vợ hả? Bà tên gì? Trang Thị Màu. Và bà bao nhiêu tuổi? 90 tuổi. À, đúng rồi. Đây là bà Màu 90 tuổi. Còn ông là ông... Trương Công Lập. Ông Lập. Dạ, dạ 85 tuổi, nguyên quán ở Kiên Giang. Rồi, hai ông bà quen nhau như thế nào mà hôm nay là người 85, người 90 dắt nhau lên đây để làm chứng cho Chúa? Kính thưa cha và cộng đồng, chúng tôi đi cùng một xe là 8 người lên cộng đồng của cha đây. Để thứ nhất là tôi xin tạ ơn và làm Chúa, làm chứng cho Chúa là tôi có cái bệnh viêm đa khớp và thiếu máu cơ tim cục bộ mà tôi điều trị ở bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 10 năm nay mà không hết. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai bệnh nào tôi cũng có khám hết, chỉ có khám phụ khoa rồi chứ khoa nhi là tôi không có khám nữa. Ông là nói chuyện hay được. Ông là 85 tuổi, khoa nào cũng khám, mỗi phụ khoa và khoa nhi là cũng chưa khám rồi. Rồi khi mà người ta khám thì tôi biết bệnh gì và sao được Chúa chữa lành như thế nào, ông chia sẻ cho mọi người. Kính thưa cha và cộng đồng, là tôi đến với giáo điển đây là nhờ bạn tôi là ông Trùm ở giáo phận Long Đức Ba, xã Tam Phước đưa hướng dẫn cho tôi đi. Lần thứ nhất là cái tuần đầu tiên là vào mùa Chúa phục sinh, rồi là kế đến là tôi đi lần thứ hai là cách một tuần, rồi kế đến một lần thứ ba là tôi đi một lần nữa là ba tuần, thì lần thứ ba tôi đi là bệnh tôi là nó hết 80%, sở dĩ hôm nay tôi đi đứng được là nhờ ơn Chúa và cộng đồng cầu nguyện cho Lập tôi mới được đến gặp cha hôm nay lần thứ tư để làm chứng cho Chúa. Lần đầu tiên ông đến ông chống mấy gậy? Dạ lần đầu tiên đó là ông bạn tôi ông Trùm ông bồng tôi đi. Dạ. Lần đầu tiên là bồng, rồi lần thứ hai? Lần thứ hai là tôi đi cây gậy chữ U bằng inox, rồi ông cũng bồng tôi đi. Rồi lần thứ hai là đi bằng gậy bốn chân inox và ông cũng bồng ông đi lần thứ ba. Dạ, dạ lần thứ ba thì cũng vậy. Mà lần thứ ba thì là đi ngược chiều dòng người đi theo thứ tự là trật tự duyên thông cảm thương xót cho tôi cũng như là lòng Chúa thương xót cho tôi đi ngược dòng người đi ra đã là được cha đang đã đặt tay lên đầu để cầu nguyện rồi. À, bây giờ còn ông còn chỉ còn cái gậy mấy chân? Dạ thưa bây giờ
tôi bỏ cái gậy bốn chân đi móc rồi. Thành thử là tôi đi được là mới hôm thứ sáu này. Tôi mau mau tôi xuống dưới ngõ ba Kinh Nước Mặn ở Long An. Tôi cho cái máy làm chúa thương xót. Lúc đầu tôi mua, tôi cho bà con bên vợ tôi 5 người chị gái với một cậu trai. Rồi tôi mới đi cho hôm ngày thứ sáu, thứ bảy tôi về. Chủ nhật hôm nay là tôi qua đây để xin chứa mình làm chúa thương xót với cha. Hallelujah. Trước thì ông bồng với cái về sau là gậy bốn chân, để chỉ còn lại cái gậy mấy chân. Đây một chân của ông này. Vâng, và ông giới thiệu cho mọi người biết là người bạn 90 tuổi của ông là như thế nào. Hôm nay ông dắt bà ấy đi là sao? Dạ thưa, dạ nói chi? Cái bà này nè. Dạ. Bạn cùng người, cùng đồng hành với tôi, cùng ngủ xe đi 8 người, bao xe lên đây để mà làm chứng cho Chúa. Rồi, bà 90 tuổi, bà ở đâu? Hải Long Vích. Bà đạo gì? Bà đạo gốc hay đạo theo? Con đạo gốc. Rồi, bà được ơn gì? Bà 90 tuổi. Con mới nghe con chưa được ơn gì. Rồi, 90 tuổi chưa được ơn gì hết. Thưa chị em, 90 tuổi mà nói sói như vậy đã là ơn chưa? Quá lớn rồi. 90 tuổi mà ngon lành như thế này mà còn được một người bạn 85 tuổi dắt đi như vậy là quá ngon rồi. Thưa chị em, còn những người mà có khi 60, 70 đã ngồi xe lăn, có người mà 50 mà đã không đi lại được, còn 90 tuổi còn lên đây ngon lành như thế này, đó là ân huệ của Chúa. Hallelujah! Còn ông? Thưa cha, con ở giáo xứ Long Đức mà thấy anh này ảnh cũng rồi. Cứ lại anh nói là tôi không có đạo, mà tôi thấy bên đạo của mấy ông á, thấy mà chữa ở trên Trai Long cũng thấy được, thì ông dắt cho tôi đi. Tôi có dắt ông này đi từ đó và 3-4 lần nữa. Ông này có, ông có đạo không? Dạ, kính thưa cha và cộng đồng, và kính thưa Chúa Cha, Chúa Trời và mẹ Đức Mẹ Maria. Tôi là đạo thờ cúng ông bà, nhưng mà cách đây là 15 năm là bệnh tôi là khổ ngặt quá, mà tôi nguyên giấy bán lượng miếng đất để trị bệnh. Thì tôi giấy bữa trước bữa sau, tôi giấy chai Việt. Thì bữa trước bữa sau. Rồi sau đó thì bây giờ ông có tin vào Chúa không? Dạ. Thì từ đó tôi, từ mười mấy năm nay là tôi đeo cái tượng này. Ông có tin vào Chúa không? Tôi tin tưởng. Hallelujah. Vâng, nãy tôi tưởng ông là đạo gốc, nhưng mà hóa ra là ông là người theo đạo ông bà. Và ông đã tin vào Chúa, hôm nay ông đến làm chứng cho Chúa. Chúa đã chữa những căn bệnh mà ông đã đi khám tất cả các khoa, mỗi phụ khoa và khoa nhi là ông chưa khám thôi. Tôi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha, để ông đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Một người ngoại đạo, thưa anh chị em, 85 tuổi rồi mà còn lặn lội đi mang 5 cái máy cho những người khác và dẫn như người khác theo đoàn đến đây để loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là một Gioan tiền hô của thời đại mới, Gioan tiền hô của thế kỷ thứ 21, Gioan tiền hô phát xuất từ giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè, để như là Gioan từ hoang địa, cũng từ hoang địa Nhà Bè này, rất nhiều người như ông già 85 này đã mạnh dạn ra đi để loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Đây gửi tặng cho bà bạn một cái máy 365 bài giảng. Bà có chưa? Con có rồi. Bà muốn gì? Con muốn cho những người chưa có. Ngon hơn, con có rồi nên con muốn cho những người chưa có. Vậy một người 90 tuổi có đi loan truyền lòng thương xót Chúa được không? Được không? Rồi, bây giờ bà lãnh sứ mạng như là Gioan Thầy Giả đi loan truyền cho người chưa có nha. Rồi, Chúa chúc lành cho ông, cho bà, cho anh. Rồi, xin chúng ta Hallelujah! Thank you.
trời xuân vấp ngã, bao nhiêu những bệnh hiểm nghèo đều được Chúa chữa lành hết vết thương. Một đời con tin con vào lòng Chúa xót thương, dù rằng muốn tin ngưỡng mỗi ngày đem một hương, nếu hôm nhất sinh con gọi là Cha trên trời trong chưa và sự quan phòng của lòng Chúa xót thương. Đến đây lòng tin được thêm sức, ơn trên khi niềm tin vững chí, bao nhiêu phép lạ nhiệm màu được nhận với những niềm vui trong lòng. Một đời con tin con vào lòng Chúa xót thương, dù rằng muốn tin ngưỡng mỗi ngày đem một hương, nếu hôm nhất sinh con gọi là Cha trên trời trong chưa vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương. Một đời con tin con vào lòng Chúa xót thương, dù rằng muốn tin ngưỡng mỗi ngày đem một hương, nếu hôm nhất sinh con gọi là Cha trên trời trong chưa vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương.